chim chó này, thịt chó này. Bà nội đang tập cắt giò nhá. Bà nội đang tập cắt giò nhá. Ồ hay, đã làm mẫu rồi mà vẫn không cắt. Run quá. Rồi các bạn. Cho mỡ vào đây luôn để làm rồi. Đấy, cho vào. Đây, thịt bò nữa. Cưới con kinh nhẫn nhậm ở dưới sông Cước ấy, Trương đây, Trương Oánh đây. À, vợ nó cùng với bọn chú không? Ừ. Hỏi các anh có người yêu chưa? Hỏi mấy anh kia có người yêu chưa? Anh bây giờ có 4 người yêu luôn, một vợ 3 con. Riêng là Tết xong à? Khoảng 15, tầm 15 âm đấy. Ôi xưa, lâu lo chứ. Làm trong 2 ngày là được không? Không, vậy là trong ngày là cũng được cái gì chứ? Băm này đúng là nhà có cỗ đấy nhỉ. Lá mơ lông là để tí ăn thịt chó. Ăn sống được.
làm mơ này lông này là mơ ta hả cơ? Mơ ta để cho vào rồi nhé. Ít tiết rồi. Em là sao tôi nập cho anh? Nập thịt vào. Im. Củ chuối làm nhựa mận. Để họ nhà mình phải tiếp. Mới ra mắt không? Cái này ở đâu? Con này nó cao chắc là bằng cô rửa đấy. Đâu hôm đó anh video nó mặc cái bộ nó mặc cái vest. Cái gì chỉ bình phục. Bà không dính vào. À là con đếm nè. Mỗi đi mấy chiếc cơ? 6 cái. Này bổ đôi. Gì? Đừng, đồ gà bổ đôi ăn ra gì? Ăn ra gì bác nhỉ? 2 củ chuối, 4 người trái. Ở chỗ cô bảo ấy. Đứng đấy chứ chặt đôi chú Hạnh tỏ lắm. Đấy á. Ông thích cái này, ông thích cái kia. Chặt đôi vào. Nó có sống đâu mà. Sống phải sống. Đây sống đùi á. Không sống. Cháu khẳng định là không sống. Cái đùi thế kia. Quân nhìn cố tiền. Có cúc này chỗ đâu cơ? Chỗ bố. Bố chú Hạnh á. Con thế năm nào cũng trùng à? Trùng đấy. Nhưng mà nhà đấy lắm lần thì dỗ mùng 10. Thì thoảng là không trùng nữa. Lắm lần thì thích thì dỗ 12. Này, ăn cái rau đây nhá. Vâng. Nó lại chả cứ vào cái ngày nào. Nhìn cái đường các bác. Nhìn nó khỏe tay nào nó nhà. Yeah, they're going to do it.
Đấy rồi đấy. Vớt lòng người ra để đánh tiếp canh trước. Sợ chưa chín mất ạ. Thơm thế. Sương. Rổ thịt chó siêu to. Thịt chó của đồng quê. Thịt chó của quê hương. Hôm nay là tròn tháng rồi đi nhỉ. Tròn tháng gì? Ờ. Pha thuốc rồi cực mạnh. Quá mạnh luôn. Còn à? Hết rồi. Đổ củ vào nhá. Đổ gì? Nóng hổi các bác ạ. À, đổ củ vào đi. Thôi kệ nó rồi. Chúng nhắm qua bốc ăn chứ. Chứ bảo là tí ai bốc. Cứ lôi. Vâng, mà xong bây giờ là phải về đấy à, chứ không còn nhà. Ngon. Vừa sinh nhỉ, vung vung. Đất nước ngoài cái đó nhiều và tốt. Chim chó này, bín chó này, súng ống của con này cũng to phết này. Đâu rồi? Ui chào, súng ống này này giòn lắm này, trong nó còn có xương nữa. Đây đùi đây, quá ngon. Thịt bò xào, thịt bò xào. Hả? Bột đó. Đây có bột. Em cũng chọn thịt bột vào con nước mà. Nó vừa nóng chứ nó lại đẹp. Đã in bỏ những cục ra là chảo này. Không phải được đâu nhỉ. Bột nãy bỏ nước lột ca đã là không. Yeah.
làm gì anh? 6 bát thôi. 5 bát. 5 bát thôi. Ăn được. Cái canh lắm. Mày đánh 6 bát. Ăn thử miếng này nhé. Mày ăn không? Chẳng dai nông ăn. Em đi thì chó nạc chứ. Tôm cái bắt nạc nhá. Tôm bắt nạc hóc à? Hóc thì cứ động là hóc. Đóng nghịch lắm. Hãy
phải nhừ cơ đúng không ạ? Có ngon luôn. Này đầu tư 2 chai rượu Tây. Cất rất là tết. Ngon đấy. Do người luộc đấy, đây có vị đấy. Ủa ăn mới ăn miếng này mới ngon này. Những vai kìa. Chưa đông á? Quay miếng này. Đây. Miếng này là miếng xịn sò con bò này. Chưa đông á? Quá ngon. Khỏi bạn không? Khỏi bạn không? Chúng ta ăn miếng này nhé. 50-50 gì? À. 50-50. Ăn để cảm nhận để cho các bác chứ không phải sợ. Nước quá đi tí. Ok, không lo. Đấy là vị đặc cấp. Chúc Phú, chúc Phú toàn đánh thế vậy. Cháu lên kia trong này này không thêm bỏ ra. Đâu đấy? Mọi người tới giờ bây giờ đi bỏ về rồi. Thôi bác còn về làm gì nữa. Cả năm có ngày dỗ ông vợ. Về trách ấy. Buồn nhỉ. Dạ. Trên đầu nó còn mấy ống nước thì à. Nếu em thích tối nay lại không phải à. Anh em thích rồi nhưng mà thôi. Đây nếu em thích. Cái này hơi dày. Dạ. Ui, nó đĩa bằng. Cao ơi. Chú em. Cả một mâm thịt chó luôn các bạn. Đó, thịt chó. Nếm em ơi. Cô làm cái này. Vâng. Vâng mẹ. Dạ. Gọi cho không? Các bạn này. Không lấy được không ăn. Cao vẫn được trên thêm mình không? Vâng. Đi xem đất thuê hình à? Bố vợ mắt cho bố vợ. Bố vợ lắm tiền nó. Ông bà trước cưới Cường. Cái hình dung nó làm ấy đây. Biển quảng cáo á. Quảng cáo. Đèn nét chạy. Nẻ nạc quá đúng nhỉ? Vâng, đúng rồi. Làm quán thì nghe thơm, nó không bị sát. Nếu bác ơi, nếm nó có thơm không? Bác cứ hỏi vậy. Thật thì em khó trả lời. Em thì em chưa nếm. Mẹ cho nó rồi nó dai không nuốt được đâu. Cho nó miếng gan. Thật. Ừ thì chó phải cúng mà. Đi chuyến đi. Đẩy. Bà đâu? Bà đâu? Chú đấy ơi. Đang thái rồi. Chú đấy. Đang thái rồi. Tôi làm miếng chứ. Đang sáng giờ không nếm nếm đâu. Ờ hay nhá. Ừ. Làm miếng. Chú cho tôi có con này đi. Con con. Con được. Lợn nào nữa. Người lợn cũng là nhân chó mà. Nhân chó mà không ca tức. Bỏ anh cháu này coi nhá. Cháu đâu rồi, chén ngon quá. Này dỗ cụ có chiếc con chó 26 cân. Đâu có 22 cân thôi. Đã 26 rồi. Đây phải hai bộ lòng chó đấy. Có 60 cân thì nuôi này Tết. Đây, rồi đây. À, đi việc với anh. Đây chị Toan đây. Hả?
Khá cái chị, bỏ khá. Chị ăn khá cả. Ngon hơn rồi ạ. Tạm thôi đã đốt đi kìa cho các cô. Nhà cái bà tuổi. Tạm thôi đâu rồi. Đây em không đi. Bớp. Về tắm rồi. Chó luộc này, giò, giò cúng, thịt bò xào với hành tây, cần tây, cái này là su hào xào lòng gà, đấy, cổ quê thì đơn giản. Chú Hoàn vào đi chú Hoàn. Rượu tây, rượu để từ Tết ấy. Này con trai Hennessy này. Hennessy very special, rất đặc biệt, cô nhắc 40 độ. Này có một chai này với một chai Johnny Walker Red Label nữa. Mời chú. Ông lấy 15 con lên cho anh rồi. Con mời bố. 15 con Việt đó. Để cái đấy. Đâu uống đi em. Để cái đấy nữa không? Không vào kia chơi với lại cả anh hai anh đi. Xe em không thể chở vì sống được. Mời các bác kìa. Hôm nay có chai Hennessy với chai mà Johnny Walker Black này. Vì em quá thì bỏ cái cạnh mình. Thế là gửi xe nào lên cơ? Xe Ngân Sơn đấy. Kinh. Gửi vịt lên xe Ngân Sơn thì liều nhỉ. Vịt sống luôn. Ừ. Chín chín. 15 chú. Lên để đánh tiếp canh. Làm miếng dồi chó nào. Dồi chó này. Ngon. Đây. Thịt bò đây. Em nói thế, các huấn luyện viên cũng sang Việt Nam mình như cá gặp nước. Đúng rồi, tức là thời thế, thời thế. Thời thế tại anh hùng thôi. Thế đúng cái lứa cầu thủ nó xịn. Mà cho em nói bây giờ em đố nó đi nước khác. Để nó chơi.
Không ăn được cái gì cơ? Sao lại vậy? Canh này làm tương đối đấy, canh đỏ chót thì nó hầu nhai như này mới được. Cái canh chó này ngon thơm quá, ngon ở ngoài xe ấy, ra ngoài xe của bố mà lấy. Ở ngoài chỗ gương ấy, làm gì có cơm. Ba có rồi cực mạnh. À, chim chó này, mín chó này. Đi xem đốt thêm hình ạ. Ừ thì chó phải cũng chú đấy ơi, đang thái rồi.